Nguyễn Thành Hậu, 41 tuổi, ở ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Càng Long cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hậu do có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, thông qua quá trình trinh sát, Công an huyện Càng Long phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi trên xe máy đang lưu thông trên hương lộ 2, đoạn thuộc ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 0,56 kg ma túy đá được cất giấu trong chiếc loa nghe nhạc chở trên xe. Hai nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Giang 27 tuổi và Trần Dũng Sĩ 18 tuổi, cùng ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long thi hành lệnh bắt khẩn cấp nguyễn thành hậu do có liên quan đến vụ án cả ba đối tượng đều nghiện ma túy riêng nguyễn thành hậu có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy hiện các đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án